thanh niên này làm gì? Thanh niên này làm gì đây? Thanh niên này làm gì vậy? Quay! À! Trời ơi! Tiền cho. Ủa? Trời ơi! Cái nồi canh của người ta tự nhiên chui vô đây nằm. Chui vô nằm. Robot nó có mua đồ không? Ở cái chuyện nó phá nha. Rồi, ok Sammy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái chỗ người ta tiệm tạp hóa bất ổn của chúng ta các bạn ạ. Đó, thì đây chính là trên đường chúng ta đang đi đến nè các bạn. Đấy. Là thì bây giờ làm tiệm tạp hóa bất ổn hả? Đúng rồi, hết tiệm net rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đến tiệm tạp hóa bất ổn, bạn hiểu không? Ờ mà tiệm net có hết đâu, tiệm net vẫn đang làm nha các bạn nha. Sẽ có tập mới cho các bạn xem chứ đã hết đâu. Đó, lần này là mình làm thêm thôi. Đó. Theo như tôi nhìn thấy nha là hình như là cái tiệm tạp hóa của chúng ta nó đang nằm ở trong một cái khu phố của này là Nhật Bản hả Kai? Kai nào? Ở Sam nhầm. Cái trời ơi. Tại hôm qua tôi chơi game chung với Kai cho nên là tôi nhầm Sam với Kai, hiểu không? Đó rồi. Bất ổn quá vậy? Sao có chỗ này có ông nào nhậu xỉn nằm ở đây nữa hả bạn? Quá bất ổn luôn. Ok. Sao Nhật làm đúng rồi. Ở cái này là Nhật Bản đúng không? Đúng rồi. Ồ, ok. Wow, có anh này có cái kiểu tóc đẹp quá vậy ta. Trời ơi, ê Sam hay tôi thử làm kiểu tóc giống ảnh được không? Trời ơi trời. Không hợp. Tôi thấy vậy ngầu mà. Ủa cái tiệm tạp hóa này là làm xuyên đêm đúng không? 24/7 đúng không? Đúng rồi, tiệm tạp hóa mở từ sáng đến tối luôn nha các bạn nha. Rồi vô trong nè. Hello. Oh. Là bạn. Là bạn. Trời ơi. Nói chung là anh này anh bảo là bây giờ anh sẽ rời đi đâu đó và anh sẽ không thể ở đây để giúp đỡ cho mình được. Đó. Cho nên là bây giờ chỉ có một mình ở đây thôi. Đó, nói chung là anh nói với mình như vậy các bạn ạ. À. Rồi ok, đừng, công đừng việc này cũng rất là đơn giản dễ thôi. Dễ công việc này dễ lắm, rất là easy. Easy đó, đó. Easy đó. Rồi. Ê tôi nghi em cái chuyện mà nghe nó dễ là không dễ đâu nha. Tôi thấy mấy cái game mà kêu dễ là thấy đúng nó không rồi. Dễ đâu dễ nữa. Là khó là dễ đó. Rồi bây giờ anh chủ mình đi về nè, bây giờ mình sẽ ở lại đây để mình canh quán các bạn ạ. À. Đấy, để mình xem coi. Đầu tiên nha, là ở đây thì mình thấy là một cái tiệm 7-Eleven thì nó bán rất là nhiều thứ thì các bạn cũng biết rồi đó. Ở đây có máy rút tiền nè, có báo nè, rồi có cái này là đồ dưỡng da nè, nhuộm tóc nè, cái kiểu nè. Còn cái này là nước uống nè, đó. Ok, rất là nhiều thứ luôn các bạn ơi, chúng ta có thể làm đây. Rồi bây giờ thì nó có hướng dẫn tôi, nó bảo là tôi phải bấm số 1 để hiện một cái đồ để scan đồ lên. À cái đồ này hình như là để mình scan mình tính tiền á các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chờ một vị khách đến đây để mình tính tiền nha. Ui, đây. Ồ, tôi thấy có một vị khách tới nè. Chắc là bây giờ mình sẽ là vị khách đầu tiên nè. Để mình coi liệu rằng là khách hàng ở đây có ổn nha các bạn nha. Chứ tôi thấy cái tên là tiệm tạp hóa bất ổn mà tôi cũng thấy bất ổn lắm đó. Anh này nhìn đẹp trai nè, mặc đồ phong cách cool ngầu, đồ đen không à đó. Rồi bây giờ là ảnh đang lấy đồ nè. Rồi giờ ảnh đem đến anh tính tiền nè. Không biết ảnh mua gì ta, để xem coi. Đây, hello anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Dạ. Ồ, anh mua gì đây? À anh mua cái này là xịt tóc nè đúng không? Đó. Rồi cái này giống kiểu kem dưỡng da rồi nè, hàng gì anh đẹp trai quá. Wow. Anh đẹp trai quá cho nên là anh gọi là dùng đồ mỹ phẩm không hả bạn ơi? Đó. Rồi bây giờ anh chủ anh bảo tôi là hãy bấm số 2 để hiện cái gì đây? Trời. Cái này là gì ạ? Cái này đánh trộm lợi. À, cái này là cái cây để mình quýnh ăn trộm mấy bạn ạ. À. Hợp lý, được có ăn trộm vô được quất một cái. Đó, ok. Rồi. Có ăn trộm mà tôi nghi ghê luôn á. Ủa vậy là game này sẽ có ăn trộm mấy bạn ơi. Đây có một thanh niên tóc màu trắng đang đi tới kìa. Có khi nào là ăn trộm không ta? Dạ, kính chào quý khách. Dạ, mời quý khách vào. Nhìn giống giặt da nha. Ơi, cái bộ đồ tôi thấy quen nha, bộ đồ này. Ê, thanh niên làm gì vậy? À, hút thuốc ở trong tiệm nè. Hút thuốc trong tiệm nè. Ui. Rồi. Sao quýnh cái thanh niên lộn một vòng 80 độ vậy sao? Gì ghê quá vậy? Trời ơi trời. À, hóa ra có mấy người mà vô lý như này luôn hả? Vô đi. À, theo như tôi đọc ở đây á thì người ta nói rằng là nếu như ai vô trong tiệm của mình phá thì mình phải đánh người đó các bạn ạ. À, ok, đuổi người ta đi nữa. Rồi ok, hiểu cái này là nhiệm vụ nha các bạn nha. Đấy. Thấy cái gì là quất liền. Rồi hay. Rồi tiếp theo là có gì đây? Bấm nút R hả? Bấm nút R ra làm gì? À, R để chúng ta có thể nhìn xuyên tường. À, vậy là mình nhìn xuyên tường mình sẽ biết rằng là có ai đang quậy, ai đang phá cái gì ở đâu đó. À. Ok, hợp lý. Rồi hiểu. Ui, nó hiện cái gì nè? Nó hiện có một cái mặt cười nè. À, đây hình như là nó hiện cái mặt cười lên, có nghĩa là có người đang phá mấy bạn ạ. À. Thanh niên tóc vàng hút thuốc. Hút thuốc trước tiệm người ta nè. Cái tiệm này là rất là nhiều trẻ em đến đây mua đồ mà đứng hút thuốc là sao? Rồi, nói chung là game là như vậy đó các bạn. Nói chung là ai đến chỗ bọn mình phá là bọn mình sẽ phải lại mình đuổi. Còn người nào mà người ta đàng hoàng á thì mình sẽ tính tiền cho người ta, mày hiểu không? Đấy, ok, nói chung là game đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình đứng đây mình chờ khách nha các bạn nha. Đó, thôi mình cầm cái cây sẵn đi. Cầm cái cây sẵn, lỡ có ai đến đây quậy mình đánh luôn các bạn. Trời ơi, dọa khách quá vợ, ông phải cầm cái kia chứ. À đúng rồi, mình cầm cây vậy nhiều khi khách vô người ta tưởng mình quýnh người ta, người ta không đúng vô sao? Không được. Giang hồ. Mình không được như vậy. Đó, ok rồi, để xem coi. À có chị này là tôi thấy là chị này có vẻ là không vô mua đồ nè. Chị này ra đằng sau nhà mình làm gì ta? Hoa chị luôn hả? Chị này đâu à? Chị này làm gì vậy? À, đạp tường à. Đạp tường nè, quậy nè. Con gái mà
mà quậy. Ok rồi, có ôi có ông này tóc xanh nè, ông này tóc xanh nè. Nhìn mấy cái ông tóc xanh là nghi nghi nè các bạn. Có mặt cười. Mặt cười đâu vậy? Mặt cười đâu vậy? Ôi. Ủa? Có bà gì bà làm gì đây vậy? Bên trong ôi, quán. Bên trong tiệm bà làm gì vậy? Trời. Ủa bà nằm đâu vậy? À nằm đây hả? Nằm nè, tiệm người ta mà vô nằm hả? Quậy hết sức. Rồi còn gì nữa? Trời ơi. Hết nằm mà tới ông này ngồi, thấy không? Trời ơi. Thấy cái tóc màu xanh là nghi nghi rồi. Ngủ rồi. Rồi còn ai quậy nữa? Còn ở đâu vậy? Trời còn ở ngoài nè, anh đi ngồi ngoài làm gì nè? Ủa đâu vậy? Ủa trong nhà của mình. Trời ơi sao nhiều người vô nhà của mình quá vậy? Để tính tiền trong kia rồi. Từ từ mình phải đuổi mấy anh đi đi trước rồi đã. Trốn vô nhà người ta phá nè. Rồi. Còn ông nữa. Rồi từ từ mình phải tính tiền các bạn ơi, nhiệm vụ của mình vẫn phải là tính tiền nha bạn nha. Dạ rồi, anh ăn bánh sô cô la nè, kem dưỡng da nè. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Trời ơi. Ủa cái gì? Hôm nay ông làm gì vậy? Dạ, chị đợi em xíu em tính tiền nha. Dạ. Rồi. Đây. Trời hình như có hai người đang quậy sao ơi, Ai vậy trời? Trời ơi ai nữa vậy? Cái gì nữa vậy? Trời ơi cái ông này ông làm gì? Ông chặt cây hả? Chặt cây nè. Ông bên kia nữa. Rồi ông bên này làm gì đây? Đào đất. Ông ăn đất hả? Oh my god. Trời ơi, ông ăn đất các bạn ơi. Eo. Ăn đất nè. Trời ơi cơm không ăn, tạp hóa bán đồ ăn không ăn đi ăn đất. Kìa ông kia kìa. Ôi, có ai vô nhà mình? Cắt đồ nè. Ăn sorry nữa. Rồi ok. Ui anh này nhìn vậy mà anh không có phá nha các bạn nha. Nhìn nó hơi lạ. Anh này hình như anh đang cosplay hay sao á. Ủa anh ơi dạo gần đây có nhân vật anime nào nhìn giống anh nè. Sao anh cosplay nhìn kỳ vậy? Không, anh này là chắc là không có tiền mua bảo hiểm. Mua đồ cái đồ mua bảo hiểm vô. Ok đó. À chứ anh lái xe mà anh không có tiền mua nón bảo hiểm á bạn. Cho anh phải đổi cái này. Rồi. Ủa sao quậy nữa ai? Ê kìa quậy. Chứ mà ông này là à. Ôi ăn trộm tiền trong cây ATM hả? Trời ơi quậy quá các bạn ơi, mấy khách hàng ở đây quậy quá. Quậy quá vậy, dân đích vậy trời. Rồi, để em tính tiền cho anh nha. Đây bánh quy nè, bánh gạo nè, mì gói nè. Ủa còn gì nữa vậy? Ông kia làm gì vậy? Thanh niên kia làm gì vậy? Quậy nè. Ủa không phải, bị trừ điểm rồi. No. Không phải ông. Vậy là ai? Ui ở bên ngoài. Đi ra ngoài. Trời ơi. Nhiều người đứng đó tưởng kêu quậy gì. Trời ơi đốt lửa đó. Đốt lửa nè, chỗ người ta làm việc mà đi đốt lửa. Trời ơi. Quậy dễ sợ bạn. Rồi còn gì ở đây? Bà này bà làm gì? Bà đang đứng chửi hay gì nè? Chửi nè. Trời ơi, tiệm người ta mà chửi. Ủa tôi quýnh bà này mà sao anh này xỉu? Bé tôi lộn đó, trời ơi. Em xin lỗi anh nhiều anh ạ. Ok rồi từ từ để em tính tiền cho anh này cái đã. Trời ơi, cái tiệm mình mấy bạn thấy không? Khách vô mà thì ít mà khách đến phá thì nhiều các bạn ạ. Rồi. Ok. Anh khứa xanh à. Anh này là khứa xanh đúng không? Đây là phòng. Đó, gì vậy? Chụp hình hả? Lúc anh chụp hình nè. Quý rối hả? Trời ơi, chụp hình người khác mà không xin phép. Ok, dạ đây em tính tiền cho anh nha. Sao có ai quậy nữa kìa? Đây quậy dữ vậy ta. Vừa tính tiền mà phải vừa coi có ai quậy nữa xung quanh nữa, mệt thiệt chứ. Thanh niên nào quậy vậy? Ê! Trời ơi, thanh niên khứa xanh đang đập. Trời. Đập tủ lạnh nè. Trời y chang ông luôn á. Trời ui. Ăn trộm kìa, ăn trộm. Trời ơi, đánh người mà văng dữ hả? Ôi sao tôi đánh có cái mà văng xa dữ sao? Rồi thanh niên này làm gì đây? Ủa? Thanh niên có mua đồ không? Có mua đồ. Like thanh niên like. Like đánh tôi là người tốt kìa. Tôi mặc đồ này thôi nhưng tôi là người tốt. À ok, vậy được. Còn ở dưới rớt ở dưới kìa, rớt. Ủa, ở dưới. Còn không? Bên kia ngồi kia, ngồi kia, đó. À rớt đấy hả? Đúng rồi. Rồi đem tính tiền dưới đất cho anh luôn kìa. Rồi đó, cảm ơn anh. Rồi ai quậy đấy, ai quậy đây? Nhìn xuyên tường, có ai quậy đâu? Ê! À, thanh niên này không trả tiền mà uống nước. Uống nước nè. Trời ơi. Cay thiệt chứ cái game này. Trời ơi là trời. Quậy nữa kìa, sao ai quậy nhiều vậy? Ê tính không kịp thời gian mà quậy quá trời quậy luôn á. Tính ra thời gian mình tính tiền còn ít hơn thời gian mình dẹp mấy thanh niên quậy quậy nữa các bạn. Gì đấy? Trời ơi. Đọc báo gì kìa. Đọc báo trong nhà người ta mà còn nằm ở giữa sàn. Ok rồi. Rồi chị ơi, chị đợi em xíu em tính tiền cho. Trời ơi. Cái ông khứa xanh kìa. Cái gì vậy? Sao khứa xanh nhảy trên trời xuống giống Superman vậy? Trời Superman. Trời ơi, phá nát quán con người ta rồi. Trời ơi, lủng cái chân nhà luôn rồi. Sếp đuổi việc bây giờ. Trời ơi, thanh niên làm gì? Thanh niên làm gì đây? Thanh niên đây. Đây, nhìn giống ăn trộm lắm nha. Để coi làm gì đây. Mình không thể nào quýnh sai người được, sao hiểu không? À, anh này anh mua đồ chứ anh không có ăn trộm mà. Mình hiểu sai người ta rồi. Nhìn như ăn trộm vậy đó. Dạ rồi, để em tính tiền cho chị. Chị để em xíu. Dạ rồi. Đây, trời ơi, chị tức quá, chị chọi đồ xuống sàn luôn chị. Trời ơi. Rồi, có hai người phá đó kìa. Ai phá nữa? Ở đâu? Trời ơi, hai người nằm ở bên ngoài. Từ từ.
Để tôi chạy ra. Trời ơi, cái tiệm người ta là cái chỗ người ta làm việc mà tới đây nằm là sao hả? Nằm nè. Ê, trừ 5 điểm kìa, ông thấy không? Không có tiền đủ rồi, hình như là có trừ, tôi thấy có trừ. Từ từ, từ từ, thấy có ba mặt cười lần này, hình như là có ai quậy nữa nè. Trời ơi, cái tiệm của tôi. À, bà chị này vô ăn, ăn cắp trái cây à. Ăn cắp trái cây. Còn ở đâu nữa? Trời, còn ở đây nữa, trời ơi, trời. Chui vô nhà kho núp nè. Rồi, còn thanh niên này làm gì đây, thanh niên làm gì đây? Trời ơi, tôi chui vô tủ lạnh người ta. Chui vô tủ lạnh của người ta. Ôi, bị khùng quá à. Quậy thiệt sự luôn á. Rồi rồi, chị đợi em xíu nha, để em tính tiền cho chị nha. Dạ khách dạ. Trong này đúng là Bình Dương thật. Khách trong này toàn là gọi là độc lạ Bình Dương các bạn ạ. Đó. Rồi ok. Nhân trộm là từ. Ủa rồi. Còn ai làm gì nữa đây? Ờ thanh niên này làm gì đây? Thanh niên làm gì đây? Thanh niên làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Quậy phá gì đây? Quậy phá gì đây? À. Quanh nguy hiểm quá. Anh bán hàng này cọc quá bạn ơi, gặp ai cũng đánh. Không, người ta quậy mình mới đánh đúng không bạn? Chứ mình có làm cái gì đâu, mình có làm gì sai đâu. Trời ơi, người ta quậy quán mình mà. Rồi còn gì ở đây? Ờ, phải quậy á. Quậy phải không? Nè, ông này quậy phải không? Không, ông kia mà tính tiền xong. À, đây đây, thanh niên này hút thuốc ở trước cửa tiệm nè. Hút thuốc trước cửa tiệm. Đó, rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Thôi tính tiền, tôi thấy nhiều người quá kìa. Hình như tôi thấy là không còn gì nữa hay sao á. Thôi tính tiền đi, kệ đi, tính tiền đi, từ từ đã. À, rồi rồi rồi, chị ơi, trời ơi, chị từ từ chứ chị làm gì mà. Chị quăng quăng đồ khó chịu ghê luôn á. Chị chọi đồ xuống sàn luôn vậy chị. Bình tĩnh chị. Rồi tới lượt anh này nè. Rồi, dạ. Dạ rồi, tính tiền cho anh. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh trai. Rồi tới lượt anh tóc xanh nè, anh tóc xanh này nãy vô quậy nè, giờ anh mua đồ nè. Rồi keo xịt tóc nè, mì gói nè, rồi nước ngọt nè. Cảm ơn anh. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Ủa ai quậy gì nữa ta, trời ơi. Nhà này kiểu sao, cơm có ăn, ngồi ăn đất gì, trời ơi. Trời ơi, hồi nãy là các ông kia ăn đất, giờ tới lượt bà này ăn đất. Trời ơi, ở nhà không có cơm hay sao mà ra đây ăn đất vậy. Hả? Khổ thiệt chứ. Trời ơi, cái gì đây? Vô tiệm người ta hút thuốc nữa, trời ơi. Hút thuốc trong tiệm người ta nè. Chỗ kìa, đứng trước mặt mình hút gì đó. Trời ơi là trời. Nơi công cộng mà đứng hút thuốc vậy là không thể nào chấp nhận được. Cảm ơn, anh Khứa Xanh nè. Rồi, tới lượt anh Khứa Xanh nè. Rồi, anh Khứa Xanh mua nhiều đồ nha. À, ok, ok. Quán em là được á. Nhưng mà nhiêu đây đồ không có đủ tiền để trả cái trần nhà nha anh. Hồi nãy anh tung cái trần nhà của quần em nha anh. Rồi, tới lượt anh này. Rồi, bán, thanh toán nè. Dạ, ổn rồi đó, tôi thấy bắt đầu ổn á, ổn định rồi đó. Rồi, tôi thấy bây giờ là không ai phá rồi đó bạn. Ủa gì vậy? Mới vừa nói là có người phá luôn kìa. Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây? Ủa, có người robot sau lưng không kìa? Hả, cái gì? Vậy? Ủa, sao có con robot tới đây vậy? Hay vậy? Ủa, robot nó có mua đồ không? Ở cái chừng nó phá nha. Robot nè. Trời ơi, đúng liền, thấy không? Ủa, robot nó phá nè. Ủa, là anh đổ đúng không? Trời ơi, trời ơi, hình như có ai quậy sau nhà tôi. Có ông đồng tắm trong nhà của ông kìa. À, anh niên làm gì? Anh niên làm gì đây? Anh niên làm gì vậy? Quậy! Ô! Trời ơi! Quậy! Em có ông đồng tắm trong nhà ông kìa. Hả, cái gì? Anh niên tắm trong nhà tôi nữa. Trời ơi! Trời ơi! Cái nồi canh của người ta mà tự nhiên chui vô đây nằm. Chui vô nằm nè. Trời ơi! Gì dữ vậy? Cái nồi tô bút kỳ của tôi. Rồi xong. Tôi xong rồi. Ủa, anh đi làm gì đây? Quay! Chọi đồ vậy? À, chọi, chọi, chọi. Trời nè, phá nè. Còn ai phá gì nữa vậy? Anh Niên làm gì đây? Trời ơi, ông này ông làm gì đây? Ông treo hình, ông lên, ông treo hình nè, treo hình nè. Rồi, ok. Rồi, tính tiền, mệt quá. Mệt quá. Trời ơi. Vô đây, tôi tưởng chị ông phải là làm nhân viên phục vụ trong này, biết ông làm gì không? Ông làm gì? Cảnh sát bắt trộm không ạ? Ừ, sao từ nãy giờ tôi cảm giác tôi không giống như là cái người đang đi làm phục vụ á bạn, làm nhân viên á bạn. Mà giống như là tôi đang đi làm gọi là cảnh sát vậy á, tôi bắt tàn mấy người gì đâu không? Ở đâu đây làm cảnh sát hợp lý hơn, nghề đúng rồi. Trời ơi. Rồi, tính tiền xong rồi. Cái gì đây? Cái gì vậy? Ăn trộm, trời ơi, ăn trộm ăn. Ủa ông này ông ăn trộm không ạ? Ủa ông làm gì vậy? À thanh niên này ra đây tính ngồi đàn các bạn ơi. Đàn nè, nhà người ta mà đàn. Ủa? Trừ 1.000 luôn. Ủa? Gì ghê vậy? Ông này người thường hả? Ủa ông này người bình thường hả? Sao trừ 1.000 ghê vậy? Sao có chim cánh cụt vô nhà mình nè? Chị thương ơi, để cho đi, để cho đi đi. Chim cánh cụt. Ủa quýnh không được ta? Thôi, chim mà. Ê, bà này làm gì đây, bà này làm gì đây? Nhìn dáng giống ăn trộm nè. Tôi nghi bà này bà tính làm gì nè nha. Trộm gì? Cười nè, cười hả? Hey, trời ơi, lúc thì đông khách, lúc thì gọi là ế khách các bạn ơi. Giờ đứng nè, sao cửa chính anh không vô, anh đi cửa đằng sau thì chị anh? Cửa mà, cửa lộn đi đường nào cho được. Ê, khoan nha, mấy người đi cửa đằng sau thì tôi nghi là ăn trộm lắm mấy bạn, có ăn trộm không? Không đâu. À không ăn trộm, tính tiền đàng hoàng à. À ok, nếu mà vậy thì được nha. Dạ rồi, tính tiền. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, có ai quậy đây, Rồi, cái bà này bà làm gì đây? Nhảy hả? Nhảy. Rồi,
con vậy chim cánh cụt. Dễ thương quá, kiếp ta. Ủa sao ông ơi, sao ông đi từ nãy giờ ông chưa tới nơi vậy ông? Thì người ta đi chậm, trời ơi, em coi chậm. Ông đi chậm y hệt như con chim cánh cụt luôn. Mà chim cánh cụt sao đi chậm? Nó vô đây làm gì ta? Mua đồ à, dễ thương quá vậy. Tính vô đây nó mua kem hay gì? Ồ, nó lạnh, ông mua kem mua cá rồi đó. Rồi, tiếp theo là gì đây? Ê, con robot. Đây, tôi thấy con robot nó tới. Đây. Con robot nó tới, con robot này quậy lắm. Robot nè. Tôi nghĩ là con robot này chắc là nó tới tiệm mình để nó gọi gây là nổ. Gây nổ hay là cái gì đó bạn, cứ kiểu vậy đó. Ok, ủa rồi cái xe này xe gì đây? Ủa sao có cái xe đây vậy? Đứng lên nhòm nhòm vậy. Ê đập đi Phong ơi, ghê quá à. Sao giống Phong cận với Cairo vậy? Sao nhìn thấy anh đi nhìn giống Phong cận với Cairo vậy? Cười nè. À đập được các bạn ơi, cái xe này đập được. Ôi. Cái gì đây? Trời ơi. Chui vô nằm nè. Trời kìa. Trời ơi, cái ông này, trời ơi, ông cụ ơi là ông cụ. Ông cụ anh phá quá. Trời ơi, ông cụ mà, ông cụ phá đúng. À, thanh niên này chọi trái cây nè, chọi cái tiệm tôi bất ổn quá vậy. Chọi trái cây nè. Cái tiệm mình nát quá trời luôn á Phong. Ủa, còn gì đâu ông, còn gì đâu ông, trời ơi. Tại ông này chứ vậy. Trời ơi, chùi quá. Nhiều người quậy quá, nhiều người quậy quá. Trời ơi. Quậy nè, trời con chim cánh cụt làm gì đây. Năng cấp hộp cơm kìa. Thôi cho đi, tội nghiệp quá. Trời đi. Ừ, con nào không? Nào. Trời ơi, trời ơi. Tiệm của người ta mà vô đây nằm là sao? Rồi còn ai không? Trời. Tập tạ. Ủa tập tạ bình thường có gì đâu. Tập tạ ở đâu đây? Tập tạ trong nhà của mình. Trời ơi, vô nhà mình tập tạ. Vô nhà người ta tập tạ nè. Nobita. Ờ xin nhìn mặc đồ giống Nobita quá vậy. Còn ba người nào nữa? Lý Tiểu Hồng. Hê. Ồ. Trời ơi, con ông này ông tới ông chặt cây nữa nè. Đừng có chặt cây nhà tôi. Rồi ông. Làm gì đây? Chặt cây hả? Chặt cây. Chặt cây nè. Rồi thanh niên này làm gì đây? Tập tạ hả? Tập tạ hả? Tập tạ nè. Trời ơi. Còn thanh niên này còn hút thuốc nữa. Trời ơi trời. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, sao mà cái tiệm của tôi bất ổn dữ vậy trời. Trời ơi, mệt quá. Bị đuổi em vậy? Ủa rồi, anh chủ anh tới nè. Oh, sorry about that. I now it what ở tu đây cái gì đó, nói chung là xin lỗi bạn gì đã để bạn ở đây một mình hay gì đó. Ừ rồi, nói chung là cái ông này ông bảo là công việc hình như là không phù hợp với mình. Rồi, tại từ nãy giờ tự lo bản thân bạn đi. Trời ơi, đúng rồi, trời ơi, tính ra là cái tiệm của ông nó bất ổn chứ không phải là do hai đứa tôi, hiểu không? Rồi. Hai đứa tôi cố gắng lắm rồi. Trời ơi, trời ơi. Anh Yên còn cười nữa kìa. Rồi ơi. ok. Ủa mình đánh ông này à? Trời ơi, quýnh ông chủ rồi hả? Trời ơi. Bắt em đinh đó bạn ơi. Rồi xong luôn. Ủa vậy tính ra từ nãy thì mình bảo vệ cái tiệm làm gì ta? Ok, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong công việc. Vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã làm việc ở tiệm tạp hóa bất ổn đó, làm nó còn nói là tụi mình đã hoàn thành xong công việc này luôn á. Đúng rồi, mình đã hoàn thành xong rồi nha các bạn nha. Nói chung là hoàn thành xong bằng cách là nổ tiệm tạp hóa nha các bạn đấy. Và đó chính là 15 phút làm việc ở tiệm tạp hóa. Thì nếu như mấy bạn nào thích thì lần sau mình sẽ làm một tập là làm 30 phút luôn nha các bạn nha. Tại vì nó có chế độ 30 phút lận đó. Thì để xem coi liệu rằng là trong 30 phút chúng ta sẽ gặp được thêm những vị khách nào đó gọi là đáng sợ nữa không thì chưa biết nha các bạn. Ok. Hình như là còn nhiều lắm nè. Còn rất nhiều nhân vật mà mình chưa mở khóa hoặc là những đúng rồi. Còn nhiều nhân vật lắm mấy bạn. Còn nhiều nhân vật dấu chấm hỏi là mình chưa mở khóa nữa các bạn. Ok, vậy thì để xem. Tập 2 rồi. Rồi vậy thì tập sau mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên để cho mình một like, và các bạn cũng đừng quên hãy qua bên kênh của Sammy để đăng ký cho kênh của Sammy và để lại một like cho video của Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.